Alo, anh cho em hỏi cái xe điện X-Men mà bật chìa khóa lên là tự động nó chạy luôn á, nó là lỗi gì đấy Bật chìa khóa lên tự động nó chạy luôn này. nhá. Chạy lùi không à, mà thấy thế là nó không chạy, Chạy lùi không á? chạy lùi và chạy tiến, nói chung là hẳn cả lùi cả tiến, tự động chạy luôn. Thế anh cho hỏi là anh là thợ xe máy hay là thợ xe điện hay là người dùng? Dạ em thợ xe máy, mà À, thợ còn xe máy. nhà họ sửa cái xe điện nhờ sửa thì em coi cho họ thôi. À, tức là phải hỏi thì mới xem là phải là thợ thì mới hướng dẫn được, chứ còn nếu mà người dùng thì tốt nhất là mình phải mang ra thợ. Dạ, Anh anh là thợ chỉ xe máy xem đúng này. không? Dạ. Bây giờ nhá, anh kiểm tra cái con IC ấy là tay IC đa năng đúng không? Con này là cái đầu họ thay IC đa năng á, như em thay IC khác rồi. Anh thay IC khác là anh thay IC đa năng hay là IC xịn? IC xin luôn là IC 800 á. Không, 800 hay là bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là anh thay IC đa năng hay là IC theo xe. IC xin luôn á. Xịn luôn á. Thế anh đo cái mắt động cơ nó còn sống không? Động cơ thì Không, bộ cảm biến ở trong động cơ còn tốt không? mua cầm điện nữa. À, Nói thế thì chung không là không phải anh thay động sư, anh không phân biệt được IC đa năng với IC zin rồi. không, Bây giờ IC đa năng họ thay IC đa năng mà. Em nhưng thay mà là anh IC thay thường. vào là anh thay IC zin hay là IC đa năng? IC của hàng, IC của xe. Anh mua đúng IC của cái xe hãng xe đấy à? X-Men 5 bình nhá. Biết là X-Men 5 bình rồi, nhưng mà bây giờ IC nó có hai loại, một loại là đa năng và một loại là zin theo xe. Hai cái À, loại đấy nó có cơ chế hoạt động khác nhau, anh phải phân biệt được thì em mới hướng dẫn anh được. thì em thấy loại dính theo xe đó. Zin theo xe ấy gì, thế mắt của nó còn ngon không? Anh Nói đo chung mắt chưa? là đó hết rồi mà, chứ em đấu vô hẳn mình thì cày được. Hả? Nói chung em đó từ hết rồi, đó này như đó hết rồi. Đấu vào không chạy. Chạy, nói chung là từ bật chìa khóa lên là nó chạy luôn chứ không cần ga luôn á. Biết rồi, bật chìa khóa nó chạy không cần ga ấy gì. Em Bây giờ chưa anh bắn đo ga tay ga chưa? tay ga, em thay tay ga luôn rồi, đó thay luôn rồi mà nó vẫn chạy. Nó tự chạy, trong trường hợp đấy là nó bị thiếu mát đấy, thiếu mát tay ga đấy. Thì em câu mát tay ga thì ông từ trên tay ga xuống luôn, cái mát của nó là dây đen đúng không, em đâu đâu được kiện Bây luôn mà nó. giờ anh làm này nhá. Anh tháo toàn bộ cái tất cả những cái rắc cắm từ con IC vào xe ra ngoài, không có để cái gì cả. Sau đó anh đấu như này nhá. Anh đấu ba cái dây ba pha anh biết rồi đúng không? Rồi. Hai dây nguồn vào IC. Rồi. Dây sau khóa đấu trực tiếp, không qua ổ khóa nữa. Sau đó tay ga thì không đấu lên tay ga nữa, lấy cái tay ga mới cắm thẳng vào IC đấy. Cắm thẳng vào IC nhá. Đấu năm cái dây mắt vào. Đấu như vậy mà nó còn tự chạy thì phải kiểm tra xem, nếu như IC đa năng thì nó có cái dây đảo chiều đấy, rút cái dây đảo chiều ra. Thế còn là IC zin không có cái dây đảo chiều, đơn giản là thế thôi, đừng có tham đấu nhiều, nó không có cái gì khó khăn cả. Tại vì là mình đấu quá nhiều dây một lúc vào, mình tham mình đấu vào chưa biết dây nào nó xung đột với dây nào cả. Thợ xe máy thường như thế, một ngày phải phỏng chục ông gọi điện đến hỏi, đừng có đấu tham, đấu những cái dây cơ bản ấy thôi, sau khi xe chạy ngon rồi. Cho em hỏi cái giấy đi nha, em dắt hai giấy đi vô là tự động bàn tay mà rút ra thôi, cái giấy mà đào chiều nó lùi với tiền đó. Cái xe cái IC của anh có cái đấy đúng không? Đi đấy là IC đa năng, đâu phải IC zin đâu mà anh chẳng phân biệt Rút được cái anh đi chứ. ra là nó không chạy. Hả? Rút cái đi ra là nó không chạy, mà cắm Đương đi nhiên vô là là đập rút cái cái đấy ra thì nó không chạy rồi, vì cái dây đấy nó đâu có cần tay ga đâu, dây đấy nó dùng để đảo chiều mà, nó đảo một chút nó nhớ cái chiều ấy, xong rồi mình rút ra thì nó nhớ chiều luôn, rồi mình cứ để đấy thì nó cứ lúc tiến lúc lùi. Bây giờ nó đang chạy lùi thì anh cắm vào cho nó chạy tiến rồi anh rút ra ngay, anh hiểu chưa? Anh rút ra ngay, sau đó thì anh ra là nó sẽ chạy. Và hôm nào hết dịch thì bố trí đi học một khóa nhá, không có không làm được đâu, cái đấy là cơ bản rồi, anh nghe thấy chưa? Con IC anh thay đấy là IC đa năng, IC đa năng mà anh cắm cái dây đảo chiều thì lúc nó quay tiến lúc nó quay lùi là xe không chạy được. Và bây giờ anh tháo toàn bộ những cái dây ra, anh đấu như em vừa hướng dẫn,
đấu những dây cơ bản đấy thôi, đấu tay ga ngoài trực tiếp vào ga cho nó chạy ngon rồi đấu lên trên và dạ, tháo cái dây đảo chiều ra nhá. Dạ. Đấy, nhưng không phải là Isezin đâu. Bây giờ cho anh mở trên kênh YouTube của bác sĩ xe điện ấy, vào YouTube của bác sĩ xe điện, ông tìm đến cái video mà phân biệt IC đa năng và Isezin, xem hết cái video đấy là có thể làm được cái pha này ngon. Dạ. Rồi hôm nào đăng ký một khóa học đi học cho nó ngon đi, không làm được đâu, bởi vì là đơn giản như thế mà mình không nắm được thì mình làm mò thì có ngày đền chết nhá.